Chào mọi người quay lại với Chiêu Art Studio nha. Hôm nay Chiêu sẽ hướng dẫn cho mọi người cách vẽ một cái cây đơn giản nha. Đó là nguyên tắc mình vẽ kết hợp của các hình clip nha. Thì đầu tiên để vẽ một cái tán cây lớn thì mình sẽ vẽ một hình clip lớn ở giữa, rồi hai bên sẽ có hai hình clip ở bên trái bên phải nha. Mình nhớ là khi vẽ mình đừng có để hai hình clip nó ngang nha, mà có cái trên cái dưới, thì khi đó cái tán cây nó sẽ tự nhiên hơn. Rồi đặc điểm của cái thân cây thì nó sẽ gấp đôi những cái tỷ lệ của hình clip ha. Rồi, và nhớ là cái gốc cây nó sẽ to là tên cái độc cây nó nhỏ. Và để vẽ được cái cây này độc thì mình sẽ có ít nhất là 4 sắc độ màu trên cái cây này nha. Mình sẽ có sáng nè, trung gian đậm và tối hơn xíu ha. Thì ví dụ như cái cây này mình sẽ chọn ánh sáng từ bên trái sang. Thì trên màn hình mình đã test thử 4 cái sắc độ màu ha. Thì đầu tiên mình sẽ lấy một cái lớp vàng cam, mình pha với nước thật là loãng ra. Và mình sẽ loang đều hết cái phần tán lá cũng như là phần thân cây để mình có một cái gam màu chung. Chứ mình đừng có vẽ lá một màu rồi cây một màu, sẽ nhìn nó sẽ không đẹp ha. Và khi trong quá trình vẽ thì mình nhớ là chườm vài trắng ở trên cái tán cây để cảm giác là có cái ánh sáng tự nhiên nó sẽ đẹp hơn ha. Và nhớ là cái lớp đầu tiên mình pha nước hơi loãng xíu nha, đừng có đặc quá. Tức là mình pha màu ít nước nhiều. Rồi sau đó tới cái sắc độ thứ hai thì mình sẽ lấy cái vàng cam á, mình lấy một chút xíu xanh lá, mình sẽ pha lại thì nó sẽ đậm hơn màu vàng cam hồi nãy xíu. Và mình loang khoảng 2/3, tức là mình chừa khoảng bên trái một chút xíu màu vàng cam hồi nãy để mình cảm thấy được là cái ánh sáng của cái nó chiếu vào cái tán lá cây á, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Trước khi tô mình đừng có tô hết, và nhớ là khi mình tô thì mình chấm nó có chỗ đậm chỗ nhạt nha mọi người. Và khi mình tô thì mặt giấy nó còn ướt một xíu để cảm giác là cái màu nó loang ra, thì các cái sắc độ màu sẽ tự nhiên hơn. Và cái lớp âm nhạc thứ hai thì mình cũng loang lên cái thân cây nha, để cảm giác cái cây giống đặc điểm của cái cây mùa thu á, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn ha. Và nhớ là khi mình vẽ cái để cho cái cây tự nhiên thì các cái tán lá ngoài mình vẽ nó sẽ lấn ra ngoài cái hình tròn hồi nãy vẽ xíu nha. Mình đừng có vẽ theo cái bo hình tròn thì nó sẽ không đẹp ha. Và sau đó mình dần tăng cái lớp sắc độ màu thứ ba nha. Cũng như vậy, mình sẽ chừa lại một xíu màu cái lớp sắc độ thứ hai, mình tăng tiếp cái lớp cái sắc độ thứ ba. Và nhớ là phần dưới của cái tán cây nó sẽ đậm ha. Và mình cũng loang một chút xíu cái màu đậm lên thân cây chút xíu nha. Đi khoảng 1/2 của thân cây thôi nha. Và mình chừa một nửa màu vàng hồi nãy thì nhìn cái cây nó có cái ánh sáng có độ căng tròn khối thì nó sẽ đẹp hơn nha. Và sau đó mình chờ nó gần khô thì khi đó mình sẽ tăng cái sắc độ thứ tư, là mình nhấn ở phần dưới của tán cây thôi, thì chứ đừng nhấn hết nha. Thì khi đó cái cây cảm giác nó sẽ có chiều sâu hơn. Và đặc biệt là đối với cái thân cây cũng vậy, mình nhấn cái phần tiếp xúc giữa cái nhánh cây với cái tán lá cây á, phần đó nó sẽ đậm ha, và những phần kia nó sẽ nhạt hơn. Và sau đó một vài chỗ thì mình muốn cho nó nhạt hơn thì mình có thể lấy khăn giấy mình chậm lại cho nó nhạt chút xíu để nhìn cho tự nhiên hơn ha. Và sau đó mình sẽ nhấn nháo qua chi tiết nhỏ, thì cuối cùng cái cây mình đã hoàn thành nha. Và cảm ơn mọi người đã xem clip. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ follow cũng như là có các bình luận, hoặc là có yêu cầu hướng dẫn vẽ cái gì thì cứ bình luận nha, thì mình chia sẻ hướng dẫn mọi người vẽ mọi thứ nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip.